tháng 4. Không có chỗ cho những lời nói dối, mà là nơi của sự khẳng định. Trong hồi kết của cuộc đua Tam Mã, qua giấc mộng trời Âu, nơi các mục tiêu được chinh phục theo cách khốc liệt nhất. Chuẩn xác nhất và tốc độ nhất. Tháng 4 trên K cộng.